người ta mới được bước qua tháp cổng mà vào với chúng tâm linh. Còn ở đó mà ai tâm họ không tịnh là người ta không vượt qua thần tục được, là người ta không tự giác, người ta không không bước qua tháp cổng, người ta không vào hành lễ để người ta sẽ quay lui. Khi nào tâm người ta tịnh người ta mới vào đây người ta hành lễ. Cái tháp đối diện mà con đang xe đang quay đó là tháp đó gọi là tháp lửa. Ngày xưa người Hindu người ta sẽ giữ ngọn lửa thiêng ở đó. Trong quá trình hành lễ người ta sẽ lấy lửa từ đây người ta mang vào trong đền tháp, người ta thắp sáng khu vực trong đền. Còn cái tháp này là tháp nước nha. Cái tháp đối diện với tháp lửa là đây là tháp nước. Tối con vào con sẽ thấy người ta để một cái bể nước đó. Người ta gọi là bể nước thiêng á. Người ta ngày xưa người ta sẽ lấy nước từ cái đầu nguồn của suối này, người ta sẽ mang về người ta đổ trong cái bể nước thiêng này. Trong quá trình hành lễ thì những người giáo sĩ người ta sẽ lấy nước từ đây người ta mang vào trong đền, người ta đổ lên cái linh ga và vô nên như chú lấy bình nước hồi nãy chú đổ đó, đó để người ta hành lễ đó. Mà con hiểu rằng nước thiêng phải lấy ở đâu? Suối. Nước thiêng phải lấy ở dòng sông thiêng. Sông thiêng. Ở Ấn Độ thì người ta lấy nước dòng sông Hằng ở Ấn Độ. Phải không? Người Hindu là xuất phát ở Ấn Độ. Cho nên ở Mỹ Sơn thì người ta lấy nước dòng sông Quảng Nam. Ở Quảng Nam thì người ta lấy nước dòng sông Thu Bồn. Có nghe cái từ dòng sông Thu Bồn chưa? Để chảy về qua phố cổ Hội An đó. Cho nên cái dòng sông thiêng thì nó gắn liền với địa danh ở đó. Cho nên cái dòng suối này nó chảy về nó dắt được sông Thu Bồn. Cho nên ngày xưa ông bà Trăm người ta lấy dòng suối ở đầu nguồn con suối Mỹ Sơn nên nó về nó chảy nó dưới dắt được sông Thu Bồn. Cho nên người ta lấy nước ở dòng sông. Nhớ lấy đầu nguồn của con sông đó.